Sáng ngày 20 tháng 9, các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Yến, ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Thanh Yên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ngành địa phương liên quan. Tại buổi tiếp công dân lãnh đạo huyện và ban tiếp công dân huyện đã lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết ba lượt với hai vụ việc của công dân xã Đức Hương và một vụ việc của công dân xã Thọ Điền có phản ánh kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai và nội dung liên quan lĩnh vực y tế. Sau khi nghe các ý kiến của công dân, phân tích của thành viên ban tiếp công dân huyện và xã cũng đã báo cáo việc xử lý giải quyết các đơn thư phản ánh kiến nghị của công dân, đồng thời phân tích làm rõ các vấn đề liên quan theo từng trường hợp cụ thể ngay tại buổi tiếp công dân. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã thông tin làm rõ thêm các nội dung mà công dân phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị các phòng ngành chuyên môn của huyện phối hợp với xã Đức Hương kiểm tra rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật. Đối với các vụ việc đã được giải quyết, trả lời đúng pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận thì cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích và rà soát, kiểm tra xử lý dứt điểm, tránh việc công dân phản ánh kiến nghị một nội dung nhưng nhiều lần. Phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy yêu cầu xã đức hương cần phải xem xét lại quy trình xử lý giải quyết các kiến nghị đã thấu đáo cho người dân hay chưa cần làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật tránh tình trạng tồn động kéo dài liên quan đến các kiến nghị của công dân tại phiên tiếp đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị các phòng ngành xã đức hương ra soát cụ thể từng trường hợp để tham mưu cho huyện phương án giải quyết tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công dân theo đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh làm rõ thì cần tập trung nghiên cứu và giải quyết theo đúng trình tự thẩm quyền ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn ra soát lại hồ sơ trả lời cho các hộ dân theo đúng quy định đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật đảm bảo thấu tình đạt lý tạo đồng thuận trong nhân dân